Vâng, cơ sở gỗ Tùng Tám kính chào bác nhé. Hiện tại bên cơ sở là đang lắp đặt cho gia đình nhà cô chú Thông Thu. Cái khu này tên là gì chú? Khu động Minh Thủy Trầm. Khu Thủy Trầm đúng không? Khu Thủy Trầm. Vâng. Đấy, cô chú Thông Thu. À đây. Đây là chú Thông đây. Đấy, chú Thông này để cho các phòng vâng. Vâng, đấy. Đấy, bộ máy phi chú Thông đặt bên cơ sở gỗ Tùng Tám đây. Hôm nay lắp đặt ok chú, đẹp chứ? Bộ này thì đẹp rồi. Vâng. Bộ hoành phi chất liệu gỗ mỹ tạc vị nhá. Đấy, chú thử ở bên cơ sở là đục hoành phi lồng cuốn thư. Đấy. Hai bên cầu đối là tổ tông công đức Thiên Yên Thịnh. Đấy, chú hai anh em là thử hai bộ cơ. Hiện tại là bên cơ sở nó lắp đặt xong một bộ và còn một bộ tiếp theo một lát nữa chúng tôi sẽ lắp đặt. Đấy, quay lại clip ngắn kỷ niệm với gia đình chú Thông Thu. Đấy. Quý vị có nhu cầu thì liên hệ bên cơ sở gỗ Tùng Tám nhé. Xưởng địa chỉ tại Văn Phúc, Cẩm Khê, Phú Thọ. Số điện thoại là 0957 5086 035 769 5146. Ok.